Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh cho mình để bà con nhân dân của 63 tỉnh thành được biết đến Khang Audio Bình Dương, được tiếp cận đến những cái sản phẩm audio ngon, bổ, rẻ. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly, loa, đài chất lượng tốt, quý vị vui lòng liên hệ 0368888479, giao hàng toàn quốc. Hình thức giao dịch, quý vị vui lòng đặt cọc cho mình 300.000 đồng, khi đó mình sẽ đóng hàng gửi đi. Đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ giao tận nhà. Công việc còn lại rất đơn giản, quý vị và các bạn nhận hàng trả nốt tiền, nhưng nhớ là phải vỗ tay. Thế là cuộc giao dịch của chúng ta thành công tốt đẹp. Còn về phần tiền phí ship, bên mua được quyền thanh toán. Mình rất trân trọng cái quyền này của bên mua. Xin cảm ơn rất nhiều. Merci. Mời quý vị và các bạn ly trà Thái Nguyên cho nó thắm tình quân dân. Báo cáo tới quý vị và các bạn. Buổi chiều trưa hôm nay mình lên sóng giới thiệu tới quý vị và các bạn chiếc âm ly Kone có số là 580BL nhá. BL đây là cái mã của cái âm ly nhá. Chứ các đồng chí có rất nhiều đồng chí coi như thế là gọi điện cho Khang bảo là dịch cái chữ BL này ra là cái chữ gì. Không biết được nhá, chỉ biết là cái ở trên cái âm ly này nó ghi chữ BL mà mình cũng không cần thiết phải dịch cho nó ra làm cái gì cả nhá. Đấy là mình thông tin tới các đồng chí như vậy nhá, chứ một số đồng chí rất chi là máy móc nhá. Lại còn điện hỏi là cái số 580 này nhá. Đây này, cùng với cái chữ BL này, ý nghĩa của nó là cái gì, dịch ra cái chữ BL này là cái gì. Thì cái này mình xin phép là không công bố về cái vấn đề dịch ra này nhá, tại vì mình cũng không biết, thế cho nó nhanh. Chiếc âm ly này được sử dụng 8 con sò than lớn, tên của nó là C5200 và A1943. Con này nó có một cái điều đặc biệt muốn quý vị và các bạn lưu ý cho, đó là được nhà sản xuất trang bị cho nó mạch ECHO sử dụng IC huyền thoại M50195. Bởi vậy khi ta hát karaoke nó quyện lời nhá, nó ngọt ngọt như chuối chùa ấy. Đấy, thì đừng hỏi tại sao nó ngọt nhá. Đấy, đừng hỏi tại sao âm ly này hát karaoke nó hay. Đấy, vì mình biết rồi còn gì nữa. Mình biết là nó được sử dụng con IC Zin 50195 rồi thì còn hỏi làm cái gì tại sao nó hay nữa, đúng không? Đấy. Thông tin tới quý vị và các bạn để diện quý vị và các bạn mừng cho em nó. Em nó đã tìm được Đức Lăng Quân. Đấy, một vị thượng đế ở Hải Dương đã hạ quyết tâm rước em nó về làm thê thiếp hầu hạ mình. Báo cáo tới quý vị và các bạn. Đây, người thượng đế này ở Tân Tạo, Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương. Còn dĩ nhiên là ở Việt Nam rồi nên là mình không viết chữ Việt Nam vào nữa. Đây, nhà cung cấp là Khang Audio. Đấy, merci, cảm ơn. Đấy, thùng xốp đây nhá. Đấy, thùng xốp để lát nữa được bọc ni lông xong là đưa em nó vào đây. Đấy, để về nhà, cho nó cẩn thận. Người thượng đế này báo cáo tới quý vị và các bạn trong tháng 10 người thượng đế này mua của mình 2 chiếc. Đấy, sang tháng 11 chiếc này là chiếc đầu tiên. Đấy, thì mình cũng xin chúc mừng người thượng đế này. Đấy, đã sử dụng cái quyền của mình nhá. Quý vị và các bạn cũng như người thượng đế này thôi. Đấy, có cái quyền được mua nhiều. Đấy, chứ không phải là đến đây là chỉ được mua có một chiếc thôi nhá. Mình không phải là mình mua cho mình, mua cho bạn mình, mua cho người nọ người kia. Đấy, nhưng mà nôm na ngắn gọn là quý vị có cái quyền được mua nhiều sản phẩm tại chỗ của Khang Audio Bình Dương. Đấy, thông tin tới mọi người là như vậy nhá. Đây, clip trước giới thiệu tương đối là chi tiết rồi, thế nên clip này không giới thiệu nữa nhá. Không giới thiệu nữa, tại vì giới thiệu lại biết rồi khổ lắm nói mãi, đúng không?
Đây chỉ có cái điều là đây, cho quý vị và các bạn xem đấy, M50195 này. Đây. Đấy, quý vị và các bạn nhìn nhìn rõ chưa? Mở từ từ đi. Từ từ để nó lấy nét. Đây, M50195 nhá. Đấy, M50195 nguyên zin. Đây. Đấy, đây. Nhìn rõ chưa? Rõ rồi nhá. Đấy. Xin phép không giới thiệu nữa. À, tại vì clip kia giới thiệu kỹ rồi. Bây giờ đi vào cái vấn đề bật nó lên để cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng chứ không nóng lòng lắm rồi đúng không? Cứ như kiến đô đít thì không biết thực hư được thế nào. Ui giời ơi, cái quắc con này 1001 cái âm ly mới có một cái quắc nó lại dị như thế này. Này, này cho quý vị và các bạn xem. Nói có sách, mách có chứng, đúng không ạ? Đấy, nó còn chia ra đây này, 1000W, 1200W này. Đây này. 0W này, 25W này. Đây, đây, đây. Mình để giữ từ từ để quý vị và các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, đây để xe cái này lại phải để xe nó mới nhìn được. Đây để gần thì không nhìn được. Đấy, đấy. Nó lại còn chia ra như thế này nhá. Đấy. Cái âm ly hùng loa đợt trước mình có một cái quắc là lúc nào nó cũng đỏ, nhưng cái này thì lúc nào nó cũng xanh. Thế nhưng nó dị hơn cái của hùng loa ấy là nó lại còn chia ra, chia cái mức độ công suất đây này. Đấy. Lúc nữa mà độ nhạy của con quắc này nhá, chỉ cần sờ vào phát nhá, nhẹ cái biết liền. Nó lại nhạy thế chứ. Như lắm con sờ vào nó còn không biết, con này sờ vào phát biết liền. Bây giờ đi test ra cái phần mạch mic karaoke nhá. Tiện đang cắm cái lỗ này thì là thử lỗ này luôn nhá. Alo, 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 này. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhạy lắm cơ, thôi đừng. Ôi trời ơi trời. Con này đúng là nếu mình mà không là thợ mình phải để mình chơi. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Alo, 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 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Alo, alo, alo. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhạy lắm các cụ ạ. Bẩm cụ, con này hát karaoke thì gọi phê loài tĩ. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đầy vơi đầy không không dây mà buồn, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chỉ đây gặp nhau đây. Tí quan họ đấy nhá. Yeah. Các nàng cứ liệu cái thần hồn đấy với đây mà không dây nhưng mà lại là buộc. Yeah. Bây giờ là thế này nhá, bây giờ mình làm tí music. Phần hai mạch mic này đã thử, đã test ngọt ngào và êm ái nhá. Bây giờ mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Căn Nhà Màu Tím nhá. Yeah. Do ca sĩ Chế Linh và Hương Lan. Chí Linh như kiểu quê ở Ninh Thuận này, Bình Thuận, Ninh Thuận này. Rồi à. Đây, vừa không ấn cái này nhé. Chiều nhìn ra đầu ngõ, dần dần niềm tương nhớ giáng sinh sinh hồn. Được
năm ngày phép mắt hai hôm làm quen, em mong cho mình những tên cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên chỉ gọt liễu mong manh. Thank you.
mình đã thực hiện xong bản test chiếc âm ly Connect 580BL gửi tới các đồng chí. Cảm ơn các đồng chí đã xem video của mình. Chào thân ái. Merci.